Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn ngày 13 tháng 3 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, mưa phùn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tầm quan sát của người điều khiển phương tiện trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Đường ướt và trơn trượt nên các phương tiện nên lưu thông chậm để hạn chế va chạm. Cách đây ít phút đã xảy ra một vụ va chạm ô tô trên phố Thụy Khuê. Vụ va chạm đã ít nhiều gây cản trở giao thông tại tuyến đường này trong khung giờ cao điểm. Hiện vụ việc đã được giải quyết và quý vị có thể lưu thông qua tuyến đường này. Mặc dù mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường đang rất cao, nhưng quý vị có thể lưu thông bình thường trên tuyến đường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Giảng Võ, Cát Linh. Đường Nguyễn Hữu Thọ đang ùn tắc theo hướng đi Nghiêm Xuân Yên. Ngã tư Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, đường quốc lộ 3 đoạn qua ngã ba Xuân Canh đang khá đông và chỉ có thể di chuyển chậm. Đường Tam Trinh đoạn qua cầu Voi ùn tắc nghiêm trọng bắt đầu từ ngã tư Lĩnh Nam qua cầu Voi, cầu Cua. Nguyên nhân là do quá đông phương tiện và xảy ra xung đột giữa đường Lĩnh Nam và cầu Voi. Chưa có lực lượng chức năng để phân luồng, quý vị nên chọn một lộ trình khác thuận tiện hơn và cũng để giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Lê Văn Lương, Vạn Phúc, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện đang lưu thông khá là lộn xộn. Cầu Trường Dương bị ùn tắc theo hướng đi Long Biên trên làn đường dành cho xe máy vì một người bị ngã do đường trơn. Chiều nay thì tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh có vẻ khả quan hơn so với khung giờ này mọi khi. Vẫn có nhiều tuyến đường quý vị có thể di chuyển bình thường với tốc độ ổn định như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Quận Nhất, Đường Cách Mạng Tháng 8, Hòa Hưng, Giáp Danh quận 3, quận 10, giao lộ Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, ngã tư Vũng Tàu, Đồng Nai, đường Hoàng Diệu đoạn qua cầu Ông Lãnh, đường Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Võ Văn Tần, quận Nhất. Và ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình tai nạn giao thông trong ngày hôm nay theo thống kê do Cục Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Tính đến 15 giờ chiều nay trên phạm vi cả nước đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 21 người, bị thương 18 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 11.392 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kho bạc nhà nước thu 6 tỷ 328 triệu đồng, tạm giữ 7 xe ô tô, 1.121 xe mô tô. Tiếp theo sẽ là những tin vắn giao thông đáng chú ý trong ngày hôm nay. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong tổ chức thu, nộp phí đường bộ. Theo báo cáo thu chi ngân sách của Hà Nội năm 2013, số phí sử dụng đường bộ với xe mô tô trên toàn thành phố là hơn 55 tỷ đồng, chỉ đạt 21% so với số dự kiến là 261 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2014, phí sử dụng đường bộ với hơn 4,5 triệu xe máy là 1,5 tỷ, đạt 0,6% số dự kiến trong năm. 4 quận huyện chưa thu phí trong 2 tháng qua là Cầu Giấy, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị các sở giao thông vận tải, các cục quản lý đường bộ 1, 2, 3 và 4 rà soát điểm đen và điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cụ thể, khẩn trương rà soát tổng hợp các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với hệ thống quốc lộ theo đúng quy trình của Bộ Giao thông Vận tải về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác. Cùng với đó, đề nghị phương án xử lý và dự kiến kinh phí thực hiện gửi về Tổng cục để xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư xử lý trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Đối với các vị trí điểm đen tai nạn giao thông trên hệ thống đường địa phương, thực hiện rà soát theo quy định tại thông tư số 26 của Bộ Giao thông Vận tải và gửi đề nghị về Ủy ban Nhân dân tỉnh thuộc địa bàn quản lý. Trước tình trạng còn nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do nhiều tàu cá ra khơi chưa đảm bảo trang thiết bị an toàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương có quản lý tàu cá phải nắm chắc số tàu cá phát sinh thuộc diện cấm phát triển và tàu cá đóng mới không được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. Các địa phương cũng phải quản lý chặt các cơ sở đóng tàu và giám sát kỹ thuật trong quá trình đóng mới tàu cá. Từng bước vận động ngư dân không sử dụng tàu cá quá cũ nát, trên 15 tuổi, tàu sử dụng máy cũ đi hoạt động tại vùng biển xa. Các cơ quan quản lý không cho phép lắp đặt các máy tàu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với các tàu cá không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, kiên quyết không cho các tàu cá ra khơi khi không có biển số, không mang đủ phao cứu sinh và trang thiết bị an toàn. Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội cho biết, ga hiện bắt đầu tiếp nhận bán vé cho hành khách dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Dự kiến lượng khách tuyến Lào Cai sẽ không đông, mà chủ yếu đi các tuyến phía Nam có vùng biển. Tuy nhiên, căn cứ nhu cầu của hành khách, ngành đường sắt dự kiến lập thêm một số đôi tàu. Giá vé dịp này cũng sẽ không thay đổi so với ngày thường. Hành khách đi theo diện tập thể trong các ngày từ 25 tháng 4 đến mùng 4 tháng 5 trên các tàu thống nhất không được giảm giá vé. Hành khách đổi trả vé phải mất 30% giá vé. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có hơn 10 km trong tổng số 13 km mặt bằng tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được bàn giao. Hơn 2 km còn lại vẫn dậm chân tại chỗ và còn nhiều vướng mắc. Tại quận Đống Đa, công việc mới chỉ đang dừng lại ở khâu lên dự thảo phương án đền bù đất và tài sản bị thu hồi thuộc ga Cát Linh. Nếu mọi việc thuận lợi, cũng phải đến cuối tháng 4 năm 2014, số mặt bằng này mới được bàn giao. Với đoạn đường cong trước ga Láng thuộc phường Thịnh Quang, hiện địa phương đã chi trả tiền cho 32 trên 59 hộ dân khi mà kế hoạch cuối tháng 3 năm 2014, số mặt bằng này phải bàn giao. Còn quận Hà Đông, khu nhà xưởng của công ty thép Hà Nội vẫn nằm nguyên tại chỗ do những vướng mắc trong việc tính toán lại giá đền bù. Địa bàn phường Phú Lương vẫn còn 40 trên 293 hộ chưa nhận tiền và bàn giao. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt cho biết, một số khó khăn khác làm chậm tiến độ dự án là việc hạ ngầm đường điện 110 kV đoạn La Thành - Hồ Đống Đa - Đường Láng. Tháng 3 này, nếu các bên liên quan không bàn giao mặt bằng sạch, tiến độ rất khó đảm bảo. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 50.000 lái xe kinh doanh vận tải phải khám sức khỏe. Mặc dù số lượng quá lớn và thời gian thực hiện ngắn, nhưng Sở Giao thông Vận tải vẫn ra tối hậu thư. Nếu các doanh nghiệp không chấp hành đúng việc này, sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh. Cụ thể, giai đoạn 1 đến trước 30 tháng 4 sẽ khám cho người lái xe container, lái xe tải trên 10 tấn và lái xe liên tỉnh cố định xe buýt. Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 5, kéo dài đến 31 tháng 10, sẽ khám cho tất cả lái xe khách hợp đồng, du lịch, taxi và xe tải dưới 10 tấn. Sau thời gian trên, Sở Giao thông Vận tải sẽ tạm thời thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, các loại phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho các đơn vị không thực hiện nghiêm việc kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm ma túy cho lái xe. Đối với lái xe không đảm bảo sức khỏe thì đơn vị buộc phải cho tạm nghỉ dưỡng cho đến khi phục hồi. Đối với lái xe có sử dụng chất kích thích, đơn vị vận tải chấm dứt ngay hợp đồng lao động, không cho lái xe tiếp. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định khi có kết quả xác định lái xe nghiện ma túy thì có thể công khai danh tính trên website của sở hoặc các hiệp hội vận tải. Sau đây là lịch bay hàng không trong ngày. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Sau 6 ngày tìm kiếm MH370 trên biển không có kết quả, Việt Nam tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, trong đó có rừng U Minh, tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên triển khai tại khu vực này, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện thấy manh mối liên quan tới máy bay Malaysia bị mất tích. Ngày hôm nay, trực thăng MI-171 số hiệu 04 đã bay quần thảo rừng U Minh Hạ và U Minh Thượng. Sau nhiều giờ tìm kiếm, trực thăng do Thượng tá Ngô Vi Sơn làm cơ trưởng đã quay về mà không phát hiện gì bất thường. Mặc dù trời hôm nay mây mù nhiều nhưng các thành viên trong đoàn quan sát rất rõ từng vạt rừng khi trực thăng bay ở độ cao từ 100 đến 200 mét. Trung tâm Chỉ huy Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, Việt Nam vẫn phối hợp chặt chẽ với các nước tham gia tìm kiếm và liên tục trao đổi thông tin qua các kênh để nắm tình hình. Chính quyền Malaysia chỉ trả lời là chung chung và có xin lỗi Việt Nam vì trả lời muộn. Đây là thông tin được Cục Hàng không Việt Nam cho biết khi phía Malaysia trả lời Việt Nam về việc tìm kiếm máy bay Boeing 777 mất tích và những thông tin tín hiệu cuối cùng của chuyến bay MH370 này. Về thông tin trước khi mất tích tổ lái, chiếc máy bay MH370 đã 2 lần phát tín hiệu báo vấn đề kỹ thuật, phía Malaysia đã từ chối cung cấp với lý do đang trong quá trình điều tra và để tránh nhiễu loạn thông tin cho báo chí, thân nhân người nhà trên chuyến bay. Chỉ khi có thông tin chính thức, phía Malaysia mới công bố. Sở Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không cho biết, trong ngày hôm nay, 2 máy bay Trung Quốc là Il-76 và Tu-154 vẫn bay theo lịch trình tìm kiếm như ngày hôm qua, từ đảo Hải Nam đến điểm máy bay mất tích. Trong khi đó, một máy bay của Malaysia vẫn tiếp tục tìm kiếm ở khu vực giáp danh với vùng FIR Hồ Chí Minh. Máy bay của Singapore sẽ bay từ Nam Cà Mau đến điểm Iguari, mở rộng về phía đông. Thưa quý vị, trước nghi vấn không tích cực từ sự cố của máy bay MH370, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam cần tăng cường áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh tại tất cả các sân bay trong nước. Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các biện pháp an ninh đã được thắt chặt hơn nhằm đảm bảo cao nhất mức độ an toàn cho các chuyến bay. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh những ngày này, tại các khu vực công cộng, vành đai sân bay, cửa, cổng các sân bay, kho hàng, lực lượng tuần tra hoạt động liên tục. Khu vực hạn chế, nhân viên an ninh được tăng cường hơn mọi ngày. Thiết bị máy móc để dò xét trên người và hành lý cũng được bổ sung. Chúng tôi cũng đã phối hợp với cảng vụ, và cảng vụ có cái chức năng là giám sát sẽ cái việc thực hiện của cảng đối với cái cấp độ 1 như thế nào. Thì đấy là còn đối với công an địa phương như là thành phố Cam Ranh thì chúng tôi mới thực hiện điện đàm. Còn hiện nay thì chúng tôi cũng đang chủ yếu là trong cái lực lượng của cảng thì chúng tôi phải chủ động thực hiện cái tăng cường an ninh cấp độ 1. Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công tác kiểm soát an ninh cũng được đặc biệt chú trọng, nhất là khu vực nhà ga quốc tế. Việc kiểm soát an ninh được thực hiện 24 trên 24 giờ tại toàn bộ khu vực các tuyến đường nội cảng. Ngay sau khi nhận được công điện của Bộ Giao thông Vận tải, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai các biện pháp an ninh tăng cường ở cấp độ 1 tại cảng và chủ động phối hợp, phổ biến, quán triệt cán bộ công nhân viên trực thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cán bộ công nhân viên của các đơn vị làm việc tại cảng nâng cao cái ý thức, tinh thần trách nhiệm để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hành khách, cho tổ bay, hành lý hàng hóa, thư bưu phẩm, bưu kiện và các cái trang thiết bị hoạt động tại cảng hàng không. So với ngày thường, lực lượng an ninh hàng không của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được yêu cầu tổ chức trực 40% quân số. Bên cạnh đó, việc kiểm tra an ninh từ cổng gác, kho hàng đến soi chiếu kiểm tra trực quan đối với hành khách, hành lý lên máy bay cũng được tăng cường. Trong khâu kiểm soát hành khách, hành lý, lực lượng an ninh của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã tăng cường thêm 20% nhân sự ở mỗi ca trực. Công tác phỏng vấn hành khách được tăng cường hơn mọi khi nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm. Tất cả hành khách đều ủng hộ việc thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn của các chuyến bay. Trước đây tôi đi qua cổng máy bay thì không có yêu cầu tháo dây nịt thì dép, nhưng mà hôm nay thì an ninh bắt buộc chúng tôi phải làm những điều đó. Điều này tôi nghĩ rất là cần thiết cho tất cả mọi người để mà cái sự an toàn cho tính mạng. Tôi cũng thường xuyên đi máy bay, cũng đi trong nước rất là nhiều, cũng đi nước ngoài. Tôi thấy cái việc mà thắt chặt an ninh là đáng phải làm, bởi vì những cái việc mà ví dụ cởi giày hoặc là đồ ấy, rất bình thường, chẳng vấn đề gì cả. Quan trọng là như đảm bảo an ninh cho chuyến bay thôi là được. Máy bay MH370 của Malaysia Airlines vẫn đang mất tích một cách bí ẩn. Do đó, Thắt chặt an ninh hàng không là việc cần thiết để hạn chế rủi ro và đề phòng mọi sự cố có thể xảy ra. Bản tin giao thông an toàn ngày 13 tháng 3 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.